Vâng, xin chào tất cả các bác. Phía trước chúng ta đây là ba tòa chung cư Victoria Văn Phú ở trung tâm khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Còn đối diện với ba tòa chung cư Victoria Văn Phú kia là ba tòa chung cư The Car Park các bác nhé. Thì hiện ở tầng 6 của ba tòa này đang có một vài căn được chào bán với giá là 2 tỷ rưỡi. Cái diện tích là 68m các bác nhé. Còn phía bên Văn Phú thì hiện vừa có một căn địa điểm mà em quay video này ở tầng là 32, diện tích 117m2, đang được chào bán là với giá 2 tỷ 980 triệu. Như vậy cùng một vị trí như thế này là các bạn này, cùng một vị trí và tiện ích thì hai bên đều giống nhau cả. Thậm chí bên tòa Victoria Văn Phú ở tầng 5 kia còn có hồ bể bơi các bác nhé. Nhiều ngân hàng đóng ở dưới, siêu thị Cúp Mắc, trung tâm tổ chức sự kiện, nhà trẻ, mẫu giáo, vân vân. Nói chung là hai tòa này thì không thiếu cái gì cả, nhưng tòa Văn Phú Victoria thì giá chào thấp hơn chút các bạn, chưa đến 30 triệu một mét. Còn bên The Car Park này thì chào giá từ hơn 30 triệu. Có thể nói là chất lượng xây dựng nó tương đương nhau các bạn ạ. Nhưng mà bởi vì tòa chung cư Văn Phú này, Victoria Văn Phú này xây trước. Đây các bác nhìn kỹ này, không có nứt nẻ gì cả, xây rất lâu rồi mà nhà này vẫn chưa sơn lại được các bác nhá, trông vẫn như mới. Có thể nói là chất lượng xây dựng rất là tốt, tương đương nhau đấy. Rồi các bác mua chung cư Văn Phú này, Victoria này hoặc là chung cư The Car Park này thì có thể liên hệ em theo số điện thoại 0985201435, miền Tiên Minh của các bác 24/7. Vị trí này thì cách cái ngã tư Văn Phú, tức là đường đây là mặt phố Văn Khê này, đường lên đường Văn Phú đấy, giao với đường Văn Trung kia khoảng độ 100m thôi các bác nhé. Đấy, còn phía bên tay phải ngay chúng ta đây là hai cái tòa La Cata vừa hoàn thiện xong. Hai tòa này thì đang được chào với giá là khá cao các bác ạ. Nếu mà mua chung cư chỗ này thì theo em thì các bác nên mua bên Văn Phú Victoria, vì chất lượng tiện ích thì nó vẫn đầy đủ và chất lượng xây dựng thì nó như nhau, giá thì lại mềm hơn rất nhiều. Và cảm ơn các bác nhé, các bác nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nhé. Đa tạ các bác.